Thanh Thuận kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay, khách mời quen thuộc bên tay trái Thanh Tùng, bà chị xinh đẹp Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả quý khán giả của Nét Việt TV. Bên tay phải, cô em gái dễ thương Thanh Thảo. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Hôm nay Hot Tips hot lắm nha quý vị, nhiều tin hấp dẫn lắm nha. Đặc biệt trong đó là hướng dẫn cho bà con của mình cách để bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đặc biệt 14 tháng 9 sắp tới rồi. Rất nhiều các câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ quý đồng hương của mình sẽ được giải đáp, kèm theo là một số các thắc mắc nữa liên quan tới việc chích ngừa cúm với lại chích ngừa Covid-19. Hôm tuần trước mình có nói mà mình quên, mình không có đủ giờ. Rồi thêm nhiều chi tiết nữa, mình nhớ đón xem. Nhưng trước hết cho chúng tôi được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Cháo đêm 360 khai trương vào thứ năm tuần này 13 tháng 8 với hàng loạt món cháo như cháo ít Singapore, cháo cá tươi, cháo vịt, cháo gà và gỏi gà từ 5 giờ chiều đến nửa đêm. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Century Mall San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1, và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng, 408-528-9297. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408-277-0922. TN Karaoke, có gì muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ, muốn đổi máy hư thành máy mới, gọi anh Đoan Nguyễn 408-223-2300 hoặc vào trang nhà tnkaraoke.com. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần, 408-217-9496. Dù dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, công ty Ly gửi tiền và Ly gửi quà vẫn cố gắng phục vụ nhanh nhất để tiền và hàng hóa của quý vị đến kịp người thân của mình tại Sài Gòn cũng như 24 tỉnh thành. Với những khu vực đang bị phong tỏa, nhân viên giao tiền của công ty sẽ liên lạc người nhận để tìm mọi cách giao trong thời gian nhanh nhất. Công ty Ly gửi tiền lẻ, Ly gửi quà cho Ly Travel đang cần tuyển nhân viên nam và nữ biết sử dụng máy vi tính, làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Mọi chi tiết xin lạc số điện thoại 408-528-6789 hoặc 408-270-6262. TNT Orchids trong khu thương xá Grand Century Mall San Jose với rất nhiều loại hoa lan tuyệt đẹp được chăm sóc bởi bàn tay của chủ nhân am tường về hoa lan. Có một nursery lớn với đủ loại cây ăn trái độc đáo, 408-396-7773 hoặc 408-568-7367. Nhà hàng phở Life với món phở ngon độc đáo và nhiều món ăn khác bảo đảm hợp khẩu vị dù thực khách khó tính nhất. Nhà hàng phở Life, 3533 Homestead Road, thành phố Santa Clara, 408-551-0889. Rồi, xin cảm ơn quý vị thân chủ thương bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng. Thưa quý vị, đầu tiên vẫn là phần chia sẻ các tips dành cho các bà nội trợ. Bắt đầu với chị Ngân Hà. Ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cái tip này là tại vì hôm bữa là mình đã chỉ là luộc thịt như thế nào cho nó ngon, cho nó ngọt thịt mà nó thơm nữa. Rồi xong rồi lại chiên đậu sao cho nó giòn để mà mình ăn bún cho nó ngon. Thì bây giờ tại sao mình không chỉ người ta là làm mắm tôm làm sao để ngon, để cho nó có nguyên cái bộ sẩu là bún đậu mắm tôm, phải không? Thì quý vị ơi, là Ngân Hà đã pha rất là nhiều lần rồi á. Rồi sau này Ngân Hà mới rút ra cái kinh nghiệm này đó, rất là hay luôn. Nếu mà quý vị sợ cái mùi tại thực mắm tôm là thường là cái mùi nó rất là dậy mùi, rất nghe rất là khó chịu. Nhưng mà nếu quý vị không nghe được cái mùi đó nhưng mà vẫn rất là thích ăn, hoặc là cái người xung quanh người ta nghe cái mùi đó nhạy cảm, thì quý vị có thể bắt cái chảo lên, quý vị bỏ một muỗng dầu ăn vô, rồi quý vị bỏ tỏi vô, quý vị phi tỏi lên, rồi quý vị bỏ một muỗng mắm tôm là một muỗng rưỡi cạt đường. Một, nhớ là một muỗng canh mắm tôm là một muỗng rưỡi canh đường. Đó là cái công thức mà Hà làm, rất là ngon. Thì quý vị để nó sôi để cho mà cái đường á nó hòa tan trong đó, rồi cái giống như mình nấu cái mắm tôm nó lên chút nó thơm á, nó không còn bị cái mùi mà hăng hăng hắc hắc nữa. Sau đó
ra ngoài rồi quý vị mới dắt chanh. Nghĩa là mình bỏ ra ngoài rồi mình mới dắt chanh, rồi mình mới bỏ ớt vô. Bảo đảm quý vị là rất là ngon. Nên sao có một muỗng rưỡi mắm tôm mà ai ăn ai nhịn? Ý là chị vậy, còn nếu mà hai mình nói cái công thức. Công thức là làm gì? Một cái công thức là nín thở, tôi nghe tôi nói, ủa, vậy là chỉ có một cái muỗng rưỡi mắm tôm thôi. Cái công thức thôi, cái công thức để chị, để mình nhớ cái một muỗng canh đường. Cái một muỗng rưỡi canh đường là một muỗng mắm tôm, để mình nhớ nên vậy. Tại mà chị để lên trên chảo khoảng bao lâu chị? Thì chảo là khi mà nó nóng rồi cái em bỏ dầu, em bỏ tỏi vô em phi cho nó thơm xong rồi em bỏ vô em hòa nó vừa tan cái đường là em bắt xuống rồi, tại vì nó đã thơm cái tỏi rồi cho nên làm mắm tôm nó là ngon. Không nói rõ em về em làm cho nó cháy cái chảo luôn. Cho nên rất là ngon. Đủ mọi người chị ơi, không thật sự là khi mà chị ăn chị thấy rất là ngon, mà mọi người chung quanh người ta không nghe được cái mùi mà gọi là cái dậy mùi của cái mắm tôm mà nguyên chất của nó. Mà nó có mất cái mùi đặc trưng của mắm tôm không? Rất là ngon, không hề mất mùi. Còn nếu quý vị mà nào mà vẫn muốn ăn cái mùi đặc trưng của mắm tôm á thì quý vị cũng làm như vậy á, mà thay vì mình phi tỏi lên á thì mình không phi. Khi mà chị chiên đậu á, chiên đậu hũ á, lúc nào nó cũng dư cái dầu trong đậu hũ á, là mình lấy một muỗng canh dầu đó mình bỏ chung vô trong mắm tôm, chứ mình không có bắt lên chảo làm rồi mình bỏ tỏi sống rồi mình bỏ đường vô rồi bỏ ớt vô mình quậy rồi dắt chanh vô. Có tỏi nữa ha. Có tỏi nữa ha. Cái tỏi rất là hay, cái tỏi nó làm cho thơm cái mắm tôm lắm. Nó không để làm cho mình giống như mình nghe cái mùi mình khó chịu. Tại nhiều người á, em biết không, nhiều khi vô ăn nó xong cái con chị con trai á, ủa cái gì thối á, giống chuột chết vậy mẹ. Nói, trời ơi, người ta đang ăn uống đậu mắm tôm mà. Là Mỹ con mà sao ở đây mà. Sao thối giống chuột chết, người ta đang ăn uống đậu mắm tôm. Mà con nít nữa em biết không, ở gì chị mới nói là khi mà chị làm vậy thì nó lại nghe, nó không nghe được cái mùi mà gọi là thum thủm của mắm tôm, cho nên nó ăn luôn nó thấy rất là ngon. Cho nên chị thấy vậy, chị cũng nghĩa là có hai cách. Nếu ai mà thưởng thức được cái mùi đó, cái mùi mắm tôm, cái nghĩa là hát vậy thì cứ ăn bình thường, còn không thì mình chưng nó lên một chút. Chưng là cái kiểu như vậy thì với cái kiểu làm như vậy đó thì sẽ giúp được cho những người mà không có quen cái mùi nặng của mắm tôm, hoặc là những gia đình nào mà có dâu rể là người ngoại quốc á, thì mình làm cái kiểu này thì dâu rể có thể ngồi chung bàn với nhau được. Đúng rồi, tại vì lúc đó là nó thơm chứ nó không còn nghe cái mùi thơm. Nhưng mà cho em hỏi nha, tức là cái công thức của chị là một và một rưỡi, mình có nước không chị hay là hoàn không? Không nước, tức là mình dùng nước chanh thôi. Đúng rồi, cái chanh em dắt chanh nhiều vô, chắc chanh nữa, chanh là chị dắt cả trái luôn đó. Chắc xong rồi mình đánh lên. Mình đánh lên là mình đánh lên là em biết không, thường là em nó đổi bọt lên. Nhớ là làm mắm ruốc nè, mắm tôm á đừng bao giờ bỏ nước, tại bỏ nước vô là nó phá hẳn luôn cái đó. Mình chỉ dắt chanh thôi, mình đánh mắm ruốc cũng vậy, em dắt chanh em đánh lên nó là tự nó loãng. Mà từ phải là chanh mà chanh tươi á. Chanh tươi. Chanh tươi đánh vô thì nó mới vậy sống, chứ còn nếu đi mua chanh ở trong nước cốt chanh ở chợ đem về là không ngon bằng. Với lại do chị Ngân Hà nói Thảo mới nhớ điều. Thực sự mà mắm ruốc hay là mắm bất cứ mắm nào mà mình có nước vô là nó bị tanh. Đúng rồi. Nó bị tanh mắm rất là khó chịu. Rồi cái tip em là cái gì? Cái tip của Thanh Thảo ngày hôm nay là cái tip của một vị khán giả gửi Thanh Thảo. Thưa quý vị, là một chị muốn chia sẻ cái tip luộc rau muống. Chị nói là chị ăn canh bún thì hay có món rau muống luộc, hoặc là những cái món rau chấm, thì chị muốn chia sẻ là làm sao mà mình luộc rau muống mình được xanh, giòn, mướt mát. Thì một cách rất là đơn giản thưa quý vị, khi mình luộc rau á, quý vị để nước cho thiệt là sôi, sau đó cho vào một muỗng muối, rồi mình cho rau vào, mình đảo, khi mình thấy vừa đảo vài vòng thôi là mình vớt, cho vài giọt dầu vô nữa, rồi mình vớt ra. Nếu mà quý vị muốn ăn giòn thì mình ngâm vào một thau nước đá. Còn nếu không muốn ăn giòn, ăn vừa thôi thì không cần ngâm vào thau nước đá. Thì mình sẽ được một mẻ rau muống luộc, xanh, đẹp, mướt mát để mình ăn. Cái dầu đó em bỏ cùng với muối hay là bỏ sau khi bỏ rau muống vô? Em bỏ chung một lúc. Tức là nước sôi trước. Bỏ muối, nước bỏ sôi, dầu. Đợi nước sôi rồi mới bỏ muối. Một bỏ muỗng dầu, thôi. Dầu, một muỗng muối. Rồi một muỗng dầu ăn. Dầu ăn vô. Một muỗng dầu ăn vô, dạ. Rồi mới cho rau muống vô. Dạ. Đảo qua, đảo lại vài lần. Dạ. Sau đó mình vớt ra liền. Dạ. Nếu muốn ăn giòn á, thì mình ngâm chung cái này nên nước đá. Dạ. Còn nếu mà muốn không ăn bình thường thôi thì để riêng nó ngoài. Dạ, thì mình sẽ cái muỗng mình sẽ bị được xanh và mướt mát. Chứ không thôi có nhiều nơi xong rồi là xong mà nó đen thui, nó đen thui luôn hả? Tại vì rau muống nó có nhiều chất sắt, thì khi mình để ra ngoài nó bị oxy hóa thì nó sẽ bị đen đi. Dạ. Có một số nơi không biết em có diện
Ở bên Cali tụi em có gì? Ngay San Jose tụi em ăn canh bún mà xin thêm rau muống luộc 2 đồng. Đó, đúng, đúng. 2 đồng nha, 2 đồng nha. Dạ. Tại có những mùa rau muống lên tới 6-7 đồng một pound. Nhưng bây giờ hiện tại thì cũng còn rẻ rẻ, 2 đồng mấy. Chứ vài bữa nữa là tới 6-7 đồng một pound rau muống. Ồ, dạ. Vậy thấy không? Em biết bên mà em nghĩ giá Cali mà như vậy thì mấy tiểu bang khác còn mắc hơn. Dạ. Mắc hơn luôn đó. Dạ. Qua bên Mỹ này mới thấy rau vậy mà mắc hơn là thịt. Mắc hơn thịt gà. Ai ăn thịt gà rẻ hơn là ăn rau, ăn trứng là rẻ nhất ở đây đúng không? Ăn trứng đúng, trứng rẻ nhất. Nhưng mà trứng mấy ngày nay đang lên giá. Lên trở lại. Rồi, cảm ơn chị Ngân Hà, cảm ơn Thanh Thảo rất là nhiều cho cái tips cho tuần lễ này. Sau ít phút quảng cáo tụi em trở lại với thêm nhiều tips nữa dành cho bà con quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Thưa quý vị, ở phần 2 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng á, chúng ta đang nói chuyện với nhau ở thời điểm mà quý vị thấy số người chết vì Covid-19 tăng. Hiện bây giờ nước Mỹ có hơn 1.300 trường hợp chết mỗi ngày. Mỗi ngày là hơn 1.300, tức là tăng bao nhiêu? 93% so với 2 tuần trước. Mỗi ngày nước Mỹ có khoảng hơn 116.000 người bị nhiễm Covid-19, tăng khoảng 14-16% so với 2 tuần trước. Số người nhập viện cũng vậy, tăng rất là nhiều. Và ở trong hoàn cảnh mà tình trạng lây nhiễm tăng trên cả nước Mỹ, không riêng chỗ nào, chỗ nhiều hơn, chỗ ít hơn thôi. Và quý vị thấy là do biến thể Delta nó dẫn tới sự lây nhiễm này. Chính vì vậy mà đặt ngược lại câu hỏi, nếu trong trường hợp quý vị cảm thấy có cái gì đó bất ổn, ví dụ như triệu chứng đi, tự nhiên quý vị đi làm về trong đêm, quý vị có triệu chứng, quý vị bị sốt, rồi quý vị cảm thấy bị ho, rồi quý vị bị ngứa cổ họng, bị hắt xì, trời sao nó giống những triệu chứng của Covid-19 quá, mình phải làm sao ở nhà đi quý vị? Quý vị muốn đi xét nghiệm, đúng, trung tâm y tế địa phương nào cũng có sẵn, nhưng trung tâm y tế địa phương thứ nhất quý vị phải làm hẹn trước. Hoặc có những chỗ có gì có thể ghé ra không cần làm hẹn, nhưng cũng phải làm theo đúng giờ quy định của người ta. Người ta không có mở 24/24. Nửa đêm có gì có triệu chứng, có gì sẽ phải làm gì? Hoặc là cuối tuần. Có gì có gì? Hay trong lúc có gì đang đi chơi xa, có gì phải làm gì? Chính vì vậy mà giải pháp bây giờ cho toàn thế giới, bây giờ người ta quen thuộc với cái giải pháp là tự xét nghiệm Covid-19 ngay tại nhà. Quý vị, xét nghiệm ngay tại nhà, và trên tay Thanh Thảo là bộ xét nghiệm Covid-19 hết sức đơn giản. Kính thưa quý vị, chị Thanh Thảo đang cầm bộ xét nghiệm Covid-19 tại nhà. Mình có kết quả trong vòng 15-30 phút. Thì cách đây khoảng một tuần trước thì Thanh Thảo nhận được một cú phone của vị khán giả nữ. Thì chị gọi cho anh Thảo, chị nói là Thảo ơi, trước đây là chị thấy Net Việt TV có quảng cáo về một cái bộ thử nghiệm Covid-19 tại nhà, mà bây giờ mình còn hay không? Thì nói thú thật quý vị là Net Việt TV không có còn. Nhưng mà do cái sự chia sẻ của quý vị mà Thanh Thảo cùng anh chị em trong đài mới quyết định là đi tìm để mà quảng cáo lại cho quý vị. Thì chị nói là do cháu của chị có thuê nhà với một gia đình á, thì trong gia đình nó có một người bị nhiễm Covid-19 biến thể Delta. Thì cháu của chị và hai đứa con cảm thấy không rất là lo lắng, mà rất là muốn biết là con mình có bị không, những trẻ nhỏ. Cho nên chị nói nếu mà có thì giúp giùm chị ba bộ để chị đến chị lấy trong ngày mai. Thì Thanh Thảo do cái sự chia sẻ của quý vị, mình Thảo nghĩ rằng cái bộ này cần thiết cho quý vị trong cái thời điểm mà chúng ta thấy lây lan. Mà hiện tại con em của mình đi học nữa quý vị. Thanh Thảo nói thật, con Thảo đang đi học mà bé mới có 8 tuổi thôi. Mà bé đâu được chích ngừa đâu. Cho nên mà mỗi ngày về mà cứ nhìn mặt con mình xem là không biết cháu hôm nay như thế nào. Tại vì ngoài những cháu học chung thì quý vị thấy người lớn đến đưa đón đồ cũng rất là nhiều, cho nên sự lây lan chắc chắn có, mình chỉ không biết là bao nhiêu thôi. Cho nên mình chắc chắn là có. Trên tâm trạng phụ huynh nào cũng cảm thấy rằng là hôm nay con mình tự nhiên thấy về thấy bé mệt mệt. Thật sự Thanh Thảo hôm nào mà con Thảo về nói là mẹ hôm nay con thấy mệt mệt, là lo lắng dữ lắm quý vị. Là bộ xét nghiệm này chúng ta sẽ giải tỏa được cái sự lo lắng ngay tại lúc đó của mình. Nhiều khi quý vị, cháu đi học về buổi chiều, cái tối cháu nói như vậy thì mình đem ra mình thử cho quý vị. Hôm trước anh Thảo, con Thảo thấy không khỏe, anh Thảo cũng cho cháu thử. Khi mà mình biết là con mình không bị gì hết thì lúc đó mình an tâm. Thì anh Thảo mới muốn giới thiệu quý vị, đây là cái bộ xét nghiệm mà Net Việt TV đang cung cấp cho quý vị với số tiền là
29 đồng cho một bộ xét nghiệm này. Thì Phương Thảo cũng nói cho quý vị biết bộ xét nghiệm này rất là dễ thử, trong vòng 15 tới 30 phút là quý vị có thể biết được kết quả. Thì nếu mà quý vị mua và sử dụng bộ này thì Thanh Thảo sẽ hướng dẫn quý vị chi tiết, đơn giản lắm. Một điều nữa là bộ xét nghiệm này Thảo muốn nhắc nhở quý vị là chúng ta xài một lần thôi nha, tránh trường hợp quý vị nghĩ rằng bộ xét nghiệm này có thể xài nhiều lần, thì chỉ là một lần thôi, 29 đồng cho cái sự an tâm của mình. Chờ sản phẩm của Hàn Quốc. Sản phẩm của Hàn Quốc thưa quý vị. Quý vị có người chia sẻ với Thanh Thảo là đi ra ngoài CVS để mua bộ xét nghiệm này họ không bán với số lượng lớn, do cái tình hình là nhiều người lo lắng quá với cái chủng Delta mới, số trường hợp lây nhiễm trong nước Mỹ, trong các tiểu bang, trong quận hạt của mình cũng nhiều nữa, cho nên người ta ủng hộ, người ta đi mua, và người ta cho nên của CVS người ta không bán số lượng lớn. Có một chú gọi anh Thảo nói là ngày mai tôi ra phi trường, mà tôi phải ra phi trường sớm để tôi xét nghiệm, mà tôi cũng hơi lo lắng, thôi tôi ghé tôi lấy một bộ để tối nay tôi xét nghiệm, cảm thấy mà tôi bị gì tôi không ra phi trường, tôi cancel vé máy bay. Có gì không? Tiện lợi vô cùng luôn. Mà Thanh Thảo nói đúng, có gì các tiệm thuốc tây bây giờ đó là nơi mà có gì có thể tìm mua các bộ xét nghiệm này, nhưng vì bây giờ nhu cầu quá cao, người ta cần trữ ở trong nhà để khi cần là mình có, mình xét nghiệm. Chính vì vậy mà giờ không đủ hàng. Đa số các tiệm thuốc tây bây giờ họ đều giới hạn nha, một lần một người mua chỉ được có bao nhiêu đó bộ mà thôi. Hay có gì đặt mua online đó, một lần một người mua chỉ được có vài bộ đó thôi. Hiện bây giờ tình hình đang thiếu các bộ xét nghiệm này trên thị trường ở nước Mỹ. Bởi vì mình đang lây nhiễm, người ta cần mua là chuyện hết sức là dễ hiểu. Rất là dễ hiểu. Mà cái bộ xét nghiệm này nè quý vị, là cho tới bây giờ đó quý vị thấy dễ sử dụng ở nhà, đúng không? Ở nhà mình bất cứ lúc nào mình đem ra xét nghiệm được. Thậm chí nè, quý vị ngồi trên xe, mình cũng vẫn có thể xét nghiệm được như thường. Thì quý vị đang ngồi trên phi cơ, quý vị vẫn có thể đem ra xét nghiệm nếu bất kỳ lúc nào mình cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng Anh gọi là something wrong. Tiếng Việt của mình là có gì đó không ổn. Không ổn biết liền quý vị. Cái triệu chứng của Covid-19 á, mình chưa bị nhưng mà mình đều đã nếm mùi qua hết là nhờ cái gì, quý vị? Nhờ vaccine á. Nhớ không? Sau khi chích vaccine xong cho mình một số các triệu chứng như thật. Thì đó là lúc mà mình chớ một cái là mình biết something wrong, không ổn liền. Thì lúc đó quý vị có cái bộ xét nghiệm này ở nhà, mình ra tay liền, mình tự xét nghiệm cho mình. Đơn giản, dễ dàng, 15 phút sau có kết quả liền. Bây giờ bộ xét nghiệm này nó cho quý vị hoặc là âm tính hoặc là dương tính. Nếu quý vị xét nghiệm mà quý vị thấy quý vị âm tính thì mình thở phào. Chúc mừng quý vị là mình không có phải lo lắng nhiều. Nếu có gì xét nghiệm mà là dương tính, nếu bộ xét nghiệm này cho có gì kết quả dương tính thì sao? Thì ít nhất là cái báo động đầu tiên cho có gì là rất có thể có gì đã nhiễm virus rồi đó. Một khi có gì đã biết mình có thể nhiễm thì dĩ nhiên mình sẽ biết nhiều cách để mình phòng, bằng cách rằng là mình sẽ cách ly với những người sống cùng nhà với mình, đúng không? Là điều thứ nhì là mình sẽ gọi liền cho chỗ làm việc cho ngày mai. Tôi nghi ngờ là tôi bị nhiễm bệnh, thằng nhà mai mình không có đi làm. Sáng hôm sau việc của chị cần phải làm đầu tiên đó là gì? Lái xe thẳng ra trung tâm y tế xét nghiệm liền, nhớ mang khẩu trang và nhớ giữ giãn cách an toàn với những người xung quanh. Nếu có gì nghi rằng là mình đang bị lây nhiễm, sau khi mình có kết quả dương tính với cái bộ này, cái bộ này, thì sáng mai có gì đi ra trung tâm y tế địa phương xét nghiệm ở đó thêm một lần nữa cho chắc ăn. Tại vì khi xét nghiệm ở đó thì người ta sẽ báo cho quý vị biết, quý vị dương tính thì cơ quan y tế sẽ có hướng dẫn để quý vị điều trị bệnh ra sao. Còn bộ này chỉ là cái báo động đầu tiên. Bởi vì nếu quý vị không có bộ này, quý vị sẽ ỷ y, quý vị sẽ không đi ra trung tâm y tế để xét nghiệm, đúng không? Và nếu không có bộ này, quý vị sẽ không an tâm trong suốt đêm đó, khi mình bắt đầu có triệu chứng mình không biết chuyện gì xảy ra. Có bộ xét nghiệm ở nhà nó lợi vô cùng cho chính quý vị, cho con em của quý vị, nhất là bây giờ đang mùa nhập học trở lại. Rất nhiều nơi tình hình nhập học trở lại sau 2 tuần lây nhiễm trong số các em tăng, dương tính về Covid-19 tăng trở lại. Quý vị phụ huynh phải có các bộ xét nghiệm Covid-19 này ở trong nhà của mình. Và rồi thêm nhiều lý do nữa. Đây nè, hôm bữa cả đài kéo nhau đi chơi xa. Mà đi đâu quý vị? Đi qua bên Tampa Bay của Florida. Mà như quý vị biết, Florida bây giờ là tâm điểm của dịch Covid-19. Mà Florida bây giờ Tampa Bay là điểm nóng của Covid-19. Cả đài kéo nhau đi Tampa Bay tắm biển mới ghê. Đi thì vui lắm, về tới nhà thì sao hả?
lo lắng vô cùng. Lúc đó lúc mình vui quý vị, cái mình quên đi, cái vừa về cái mình nhớ tới rồi không biết gia đình sao đây. Cái đây là kinh nghiệm của bản thân đó, cái lúc lên Thảo nhớ tới bộ này nè, lấy ra trẻ trẻ nhỏ người lớn gì cũng thử, phát ra cho mỗi em một túi, một túi về tự xét nghiệm lấy. Để chưa thấy âm tính hết thì mới trở lại mới đi làm, trở lại đi làm đó. Thí dụ như vậy, sau một chuyến đi chơi quý vị trở về, thay vì á quý vị bắt cả gia đình đi ra ngoài trung tâm y tế để xét nghiệm, cái chuyện đó thì tốt, không 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 sao cả, nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian của quý vị phải đi kéo nhau ra ngoài đó vì đúng cái giờ hay là có lịch hẹn. Còn á, nếu quý vị có bộ này, mình không có triệu chứng gì hết, đúng nhưng rồi, mình chỉ muốn xét nghiệm để cho an tâm thôi. Thì đây giải pháp cho quý vị. Mà một lần nữa, xét nghiệm ở đâu cũng được, ta nói là ở nhà nè, ở trong trong xe, hay là đang ngồi trên phi cơ, hay trong lúc quý vị đang đi du lịch, đang đi vacation, quý vị mang theo nó để bất kỳ lúc nào mà có triệu chứng lấy ra xét nghiệm liền. Thí dụ như quý vị đang đi ở bất kỳ nơi đó, thí dụ thôi, quý vị đi Vegas, nghe kinh nghiệm của Thanh Tùng, ở Vegas người ta có bán các bộ này ở trong phòng, phòng nghỉ của quý vị. Quý vị có biết một bộ này ở Vegas tùy khách sạn nha, nhưng Thanh Tùng xem đó, một bộ này đa số các khách sạn ở Vegas họ bán cho quý vị giá chót 220 đồng một bộ. Đây, 220 đồng một bộ. Ở đây, Thanh Thảo có một số lượng giới hạn, chỉ 29 đồng một bộ mà thôi. Và không giới hạn, không giới hạn. Chỉ có điều rằng là không giới hạn số lượng á, chỉ có điều rằng là mình số lượng giới hạn thành ra hết bất cứ lúc nào. Đây là cơ hội để những quý vị nào cần có những bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà liên lạc liền với Thanh Thảo, số điện thoại hiện trên màn hình đúng không? Dạ đúng rồi, quý vị có thể gọi về Net Việt TV thì Thanh Thảo sẽ giải thích thêm cho quý vị, hoặc là có thể cung cấp cho quý vị khi quý vị cần. Số điện thoại đài một lần nữa quý vị là 408-628-1238. Dạ, gọi số điện thoại này để Thanh Thảo hướng dẫn cho quý vị, gửi về cho quý vị nha. Rồi, cảm ơn quý vị theo dõi phần 2. Hẹn gặp quý vị phần 3 Hot Tips với Thanh Tùng. Chào mừng quý vị đến phần 3 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở phần 3 chương trình, chúng em muốn trả lời một số câu hỏi thắc mắc của quý đồng hương, của quý khán giả xem chương trình. Tuy nhiên trước hết cho thêm giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty, tọa lạc bên trong của thương xá Grand Century Mall San Jose. Chỉ đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408-417-8638. Trung tâm thuế vụ hàng Lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Địa chỉ 621 Tully Road San Jose, phòng A125 bên cạnh Hồng Minh Travel, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Great Mall Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose do đội ngũ bác sĩ hùng hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Vietnam Town San Jose, 510-452-7297. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Hãy đi tiêm ngừa cúm miễn phí tại khu vực hội chợ Fairgrounds. Không có hẹn trước cũng được hoan nghênh, không cần hẹn trước. Dùng cổng đi tại số 2542 đường Monterey Highway San Jose, Cali 95111 để vào Expo Hall tại khu vực hội chợ Fairgrounds thứ ba ngày 7 tây tháng 9 từ 2 giờ rưỡi chiều đến 7 giờ tối, thứ tư 8 tây tháng 9 từ 2 giờ rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết mời vào xem trang sccphd.org/flu. Như quý thính giả của Thanh Tùng Thanh Sơn bên Hot News 1500 Radio, quý vị nói, tôi có biết, bữa tôi có xem chương trình Hot Tips, có nghe Thanh Tùng, cô Ngân Hà, cô Thanh Thảo nói rằng là cái kỳ bầu cử đặc biệt 14 tháng 9 sắp tới là kỳ bầu cử bãi nhiệm thống đốc Gavin Newsom. Bây giờ thì tất cả gia đình của mình, gia đình cử tri,
đều đã nhận được phiếu bầu tại nhà hết rồi. Chị Ngân Hà nhận rồi. Chị nhận rồi. Bầu rồi. Bầu luôn rồi. Giờ Thanh Thảo cũng đã vậy. Nhận rồi. Cũng bầu rồi. Thanh Tùng thì nhận được phiếu rồi nhưng em chưa có đi bầu. Tại vì Thanh... Dạ không, chị suy nghĩ thì tới từ lâu rồi. Nhưng mà Thanh Tùng thuộc dạng, em không biết tới phải dùng phòng, chữ sao. Tới phòng. Dạ, Thanh Tùng thuộc dạng old school. Em thuộc dạng truyền thống. Dạ, tới phòng dạ, phiếu. Em là đứa phải cho em tới phòng phiếu đi bỏ phiếu. Thì em mới cảm thấy rằng là đúng cái ý nghĩa của nó. Nó không biết sao nữa. Gửi đi cũng được. Nhưng mà phải cho em tới phòng phiếu. Em muốn đi bầu trực tiếp. Dù dịch bệnh, em sẽ mang khẩu trang. Em rửa tay, em giữ giãn cách xã hội. Nhưng em thích được cái ra phòng phiếu. Thì em sẽ chờ. Thì năm nay có gì là đúng ngày bầu cử là ngày 14 tháng 9. Nhưng rất nhiều địa phương họ mở cửa 4 ngày phòng phiếu á. 4 ngày trước ngày 14, tức là ngày 10 tây tháng 9. Là các phòng phiếu đã mở rồi. 11, 12, 13, 14 là bắt đầu từ sáng 11 tây là phòng phiếu mở ra hết rồi, để cho mọi người có thể đi bầu. Thành ra em xin nhắc. Rồi, bây giờ một số các câu hỏi mà bà con của mình đặt ra nha. Là thứ nhất, ngày bầu cử thì em đã trả lời rồi. Ngày 14 tháng 9 là ngày bầu cử. Tất cả những phiếu bầu mà quý vị có được nhận như Ngân Hà, như là Thanh Thảo, thì quý vị nhớ, quý vị gửi phiếu bầu đi, không cần dán tem. Quý vị làm sao phải gửi phiếu bầu đi ngày cuối cùng là ngày 14 tây tháng 9. Miễn sao mà bưu điện đóng cái dấu là họ nhận được cái phiếu bầu của quý vị là ngày 14 tháng 9. Nếu quý vị gửi phiếu bầu đi vào ngày 15 tháng 9 hay sau ngày 14 tháng 9, phiếu bầu sẽ bị xem là bất hợp lệ. Phải gửi đi ngày hạn chót là 14 tháng 9. Rồi, điều thứ nhì, quý vị có thể không muốn gửi, quý vị muốn tự tay quý vị bỏ vào trong những cái thùng phiếu. Những thùng phiếu đặt ở các trung tâm bầu cử, các văn phòng bầu cử, quý vị lái xe tới các phòng phiếu đó, thả cái lá phiếu của mình xuống, yên tâm rồi thì quý vị đi về. Thì nhớ là những thùng phiếu nào đã được dán kín, được đặt ở các văn phòng bầu cử ở địa phương, quý vị có danh sách ở trong lá phiếu mình luôn. Đó là hai cách. Cách thứ ba là quý vị sẽ tới đúng ngày hoặc là trước 4 ngày bầu cử, quý vị đi bầu in person, quý vị đi bầu trực tiếp như Thanh Tùng. Đó là những cách đó. Rồi thêm một cái câu hỏi nữa quý vị hỏi thăm là thời hạn chót để ghi danh bầu cử đã qua. Thời hạn chót ghi danh bầu cử cho kỳ bầu cử đặc biệt này là ngày 30 tháng 8. Hôm nay thì qua tháng 9 rồi. Vậy thì mình phải làm sao? Nếu đã qua thời hạn chót mà quý vị chưa ghi danh bầu cử, không sao hết. Không sao hết. Vẫn còn có cách, đó là đúng ngày bầu cử quý vị đi thẳng ra phòng phiếu gần nhà. Đi thẳng ra phòng phiếu gần nhà. Bây giờ thì Cali rất là dễ rồi, quý vị không cần phải đi đúng cái tuyến nữa. Đi bất kỳ chỗ nào cũng được, miễn cầm theo cái ID, thẻ ID của mình. Quý vị đi vô, quý vị nói rằng là tôi chưa ghi danh bầu cử, hôm nay tôi muốn ghi danh bầu cử ở đây. Thì nhân viên của phòng phiếu họ sẽ giúp quý vị ghi danh bầu cử ngay tại chỗ. Ngay tại chỗ luôn nha quý vị. Sau khi quý vị ghi danh bầu cử xong, người ta sẽ đưa cho quý vị một cái lá phiếu được gọi là lá phiếu tạm, provision. Cái lá phiếu đó là lá phiếu tạm, quý vị sẽ được bầu giống như là lá phiếu chính thức. Nhưng lá phiếu tạm đó đó, khi đem về người ta sẽ chất riêng ra một cái chồng riêng của phiếu tạm. Đếm phiếu chính thức xong rồi mới tính tới cái phiếu tạm của quý vị. Nhưng nó vẫn có giá trị, vẫn có giá trị nhưng nó thuộc về phiếu tạm. Đó là thông tin riêng cho những người nào chưa kịp ghi danh đi bầu. Quý vị vẫn có quyền đi bầu đúng ngày luôn, yên tâm nha quý vị, không mất quyền lợi. Đó là điều thứ hai nãy em nhắc ha. Bây giờ qua tới cái giải thích kế tiếp chị Ngân Hà nè. Chị Ngân Hà nghe, hình như là còn nghe cái câu hỏi của đồng hương. Tại vì em đi xong có rất là nhiều cô nói, cô qua cô hỏi đó. Hà ơi Hà, cô confuse cái vụ mà bầu cử này lắm, cái nói sao rồi cô. Thì bây giờ Ngân Hà cũng lấy cái confuse của cô để mình nói lên cái chương trình này, để cho quý vị làm nếu thấy mình đúng hay sai, để mình sửa cho nó kịp. Thì cô mới nói là cô cái câu hỏi thứ nhất là yes or no, nếu mà recall thì mình trả lời yes, còn nếu mình không recall, nếu mình không trúc phế ổng thì mình trả lời no. Thì cô nói là cô trả lời no, nhưng cái phía dưới là là cái câu mà nếu mình muốn ai trong số những người này thì mình đã nô rồi là dĩ nhiên là ổng rồi. Nhưng mà cô nói cô sợ lỡ tự nhiên anh nhảy vô người nào, cái cô mới ghi thêm cái chữ là Gavin Newsom. Thì như vậy cái lá phiếu đó có bị bất hợp lệ không? Hợp lệ không? Rồi, cái lá phiếu của quý vị, ai mà có lá phiếu rồi, quý vị thấy rằng là lá phiếu của quý vị có hai phần. Phần 1 tức là câu hỏi 1, quý vị, chúng ta có nên trúc phế ông Gavin Newsom hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Quý vị trả lời yes hoặc là no như chị Ngân Hà nói. Trả lời bằng cách nào?
bằng cách tô đậm cái ô, tô đậm mực đen vào cái ô chứ không phải là mát. Mát là như vậy. Không có mát. Tô đậm vào cái ô đó nha quý vị. Yes hoặc no. Yes có nghĩa là quý vị muốn trút phế ông Gavin Newsom, muốn ông đó phải ra đi. No, tô đậm ở phần no có nghĩa là quý vị không muốn trút phế ông Gavin Newsom, quý vị muốn giữ ông ở lại. Nhớ cho quý vị, yes no cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Yes là muốn ông đi, no là muốn ông ở lại. Thì cái này là quý vị đã hiểu rồi. Qua tới câu hỏi thứ nhì. Câu thứ nhì rằng là quý vị muốn ai trong số 46 ứng cử viên sau đây thay thế ông Gavin Newsom, thì người ta đưa cho quý vị danh sách 46 người. Kèm theo có mỗi câu nữa là quý vị có muốn đề tên của bất kỳ một ứng cử viên nào khác vào cái danh sách này để thay thế ông Gavin Newsom hay không. Thì vì có cái ô mà đề tên ai đó thay thế cho ông, thì có nhiều quý vị nói rằng là tôi ủng hộ ông Gavin Newsom. Câu hỏi số 1, liệu có trút phế ông hay không? Tôi trả lời no, tôi muốn giữ ông ở lại. Qua câu hỏi thứ nhì, chọn ai để thay thế ông Gavin Newsom? Tôi muốn ủng hộ ổng mà. Tôi để tên Gavin Newsom, được không? Đó, còn mà được không, có sợ bất hợp lệ không? Dạ không. Câu trả lời là không. Quý vị không được quyền làm như vậy. Tại vì ông Gavin Newsom là đối tượng cho cái cuộc trút phế lần này. Tên của ông không được nhắc lại ở cái câu hỏi số 2. Quý vị có thể ghi tên bất kỳ ai cũng được, ngoại trừ Gavin Newsom. Ngoại trừ Gavin Newsom, không được để tên Gavin Newsom nha quý vị. Nhớ giùm em nha, nhớ giùm em. Nếu quý vị trả lời no. Rồi, trong trường hợp mà quý vị trả lời yes, quý vị trả lời yes, thì quý vị muốn trút phế, thì quý vị ghi tên bất kỳ người nào trong danh sách. Tuy nhiên, không phải quý vị được quyền ghi, nhưng không phải ai cũng hợp lệ. Lý do, trên nguyên tắc của cuộc bầu cử cho bang Cali, những ai mà được xem là hợp lệ đó là những người phải nộp đơn với tiểu bang Cali và phải đóng tiền. Và phải đóng tiền. Cho nên thí dụ như Thanh Tùng thích Thanh Thảo, cái Thanh Tùng ghi tên cô Thảo Trần. Vấn đề cho là cô Thanh Thảo này không hề ghi danh với tiểu bang. Cho nên nếu Thanh Tùng ghi tên cô Thảo Trần mà cô không ghi danh thì sao? Thì tên của cổ bất hợp lệ, tên của cổ không được tính. Lá phiếu của vị vẫn hợp lệ, nhưng người ta không tính tên của cô Thảo Trần ở trong trường hợp này, là câu số 2. Mình hiểu chưa? Bây giờ sau phút quảng cáo thì em sẽ trở lại với quý vị giải thích thêm để bà con mình hiểu trong trường hợp này. Nhớ đón xem. Chào mừng quý vị quay trở lại phần cuối của tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Đề tài vẫn tiếp tục là làm sao bỏ phiếu cho nó hợp lệ trong kỳ bầu cử đặc biệt 14 tây tháng 9 sắp tới. Hồi nãy trước khi phát quảng cáo thì chị em có thể em có thưa chuyện với quý vị rằng là khi mà quý vị trả lời câu hỏi yes hay no đó, Thanh Thảo có nhắc Thanh Tùng một lần nữa nói chậm lại cho cái vụ yes hay no để quý khán giả, quý đồng hương của mình không có bị lẫn lộn ha, không bị lẫn lộn, không có bị confused. Nếu câu hỏi đầu tiên chúng ta có nên trút phế ông thống đốc Gavin Newsom hay không, đó là câu hỏi đầu tiên. Cho nên nếu quý vị đồng ý với cuộc bãi nhiệm này, có nghĩa là quý vị muốn trút phế. Nếu quý vị muốn trút phế, quý vị trả lời yes. Yes, yes có nghĩa là muốn ông ấy ra đi. Yes là muốn ông ấy đi. Còn nếu quý vị không đồng ý trút phế, tức là quý vị muốn ông ấy ở lại, quý vị nhớ trả lời no. Muốn ông Gavin Newsom ở lại, trả lời no. Muốn ông đi, trả lời yes. Muốn ông ở lại, trả lời no. Nào, giải thích rất là cặn kẽ với bà con mình. Bây giờ trở sang với xung quanh các câu hỏi, đặc biệt câu hỏi số 2 đó. Câu hỏi số 2 là chọn ai trong số các ứng cử viên sau đây để thay thế cho ông Gavin Newsom. Thì bây giờ đó, quý vị nhìn thấy trong lá phiếu gửi về nhà quý vị là danh sách của 46 ứng cử viên. Thì trong 46 ứng cử viên đó, đại đa số là những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Chỉ có 1-2 người thuộc đảng Dân Chủ mà thôi. Thì hiện bây giờ tên là 46 nhưng thực tế còn 45 à. Vậy thì có một ông là ứng cử viên mà đảng Cộng Hòa, ông tên là Doug Oates. Ông này ông bị nhồi máu cơ tim. Thành ra là rút lui rồi. Coi như là tên thì vẫn còn 46 nhưng thực tế còn 45. Nhưng 45 người đó đó, thưa quý vị, 45 người đó là họ vẫn còn phải tiếp tục nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan bầu cử tiểu bang Cali. Nộp hồ sơ và phải nộp tiền đầy đủ. Cho tới ngày 3 tháng 9,
tiểu bang Cali sẽ cho phổ biến con số cuối cùng những ứng cử viên đã nộp đơn với họ. Để chính xác là ngày 14 tháng 9 quý vị đi bầu á, thì quý vị sẽ chắc ăn rằng là đây những cái tên này là những tên mới được tính. Còn quý vị lỡ bầu trước khi Dột Thảo với lại chị Ngân Hà đã bầu trước rồi cho một số ứng cử viên nào đó cho cơ hội số 2, mà lỡ ứng cử viên đó họ không có nộp giấy tờ, họ không có nộp tiền, đóng tiền lệ phí đó, thì tên của họ sẽ không được tính. Tên họ không được tính, đơn giản là vậy ha. Để quý vị nhớ dùm. Còn quý vị muốn ghi tên của ai cũng được, đúng. Nhưng muốn cái tên đó được đếm, được tính, thì cái người mà quý vị giới thiệu đó đó phải là người cũng đã có nộp đơn rồi, ghi danh hợp lệ với tiểu bang Cali thì tên nó mới được tính. Còn nếu không thì tên nó không được tính. Lá phiếu quý vị vẫn được đếm ở cái chữ yes hay no câu hỏi 1, nhưng cái tên ứng cử viên quý vị đề nghị sẽ không được tính. Quý vị mất cái quyền lợi đó. Rồi, trong trường hợp, xin nhắc lại, trong trường hợp quý vị trả lời no cho câu hỏi đầu tiên là tôi không đồng ý bãi nhiệm, tôi muốn ông Gavin Newsom ở lại, nhưng tôi vẫn muốn phòng ngừa. Trong trường hợp rủi ông Gavin Newsom thất bại thì tôi vẫn muốn cái người mà thế ông phải là người này. Quý vị vẫn có quyền no câu số 1 và vẫn có quyền chọn một người nào đó cho câu số 2. Không thành vấn đề. Không có bị bất hợp lệ. Không hề bị bất hợp lệ. Trong trường hợp quý vị trả lời yes cho câu hỏi số 1. Yes con cho hỏi số 1 là tôi muốn ông này ra đi. Thì lẽ ra thì câu kế tiếp là quý vị sẽ chọn một người thay thế. Nhưng vì lý do nào đó quý vị nói tôi không thích ông nội nào trong số 4-6 ông này cả. Tôi không muốn chọn. Quý vị bỏ trống, không thành vấn đề, vẫn hợp lệ như thật. Ok, nói như vậy để quý vị hiểu rằng là quý vị có quyền trả lời cả hai câu hỏi hoặc chỉ trả lời một trong hai câu hỏi mà thôi, không thành vấn đề. Được chưa? Nhưng cái quan trọng là câu đầu tiên, yes hay no là câu cực kỳ quan trọng với quý vị. Đó, nói vậy để bà con mình hiểu, hy vọng là yên tâm rồi. Rồi, còn cái thắc mắc nữa, cái vụ cái thư, cái phong bì. Đúng rồi, nó có hai cái lỗ đó em biết không? Mà nhiều người lắm người ta thắc mắc, người ta nói là phải hai cái lỗ để mà mình nhìn lén vô thấy mình và bầu cho ai không để mà bắt đầu mình gian lận. Đó đúng đó. Những gì chị Ngân Hà vừa nói được xem là thuyết âm mưu. Đó là thuyết âm mưu. Người ta nói là ủa tại sao cái phong bì đựng cái lá phiếu nó có hai cái lỗ như vậy? Có phải là đây là cách để cho những người gian lận bầu cử, họ nhìn vô đó họ biết là bầu cho ai, kết quả ra sao rồi họ thay đổi kết quả hay không? Thì thưa quý vị, đây là câu trả lời từ cơ quan bầu cử của tiểu bang Cali. Không hề có ý đồ gian lận nào trong vụ hai cái lỗ ở trên bì thư cả. Từ trước cho tới nay, đây là tiêu chuẩn chung. Tiêu chuẩn từ trước tới nay là truyền thống của tiểu bang Cali. Cái phiếu bầu gửi về đó, thì bao thư đều có hai cái lỗ như vậy. Nó là standard, nó là tiêu chuẩn của tiểu bang Cali có từ lâu rồi. Và nó là cách để cho cơ quan bầu cử đó mới dùng cái phương pháp hai cái lỗ này nè, mới so với cái chữ ký mà quý vị đã nộp cho họ trước kia, cái chữ ký mà mình đã có đó, để chắc chắn rằng là lá phiếu này của một cử tri hợp pháp. Chỉ đơn giản là như vậy. Hoàn toàn không có ý định về chuyện gian lận bầu cử gì cả nha quý vị. Quý vị có nói rằng là tôi nghe nói là có bắt được một cái ông ngủ trong xe mà trong đó có một mớ lá phiếu chưa mở ra. Dạ có, nhưng đó là một trường hợp đơn lẻ. Ông nội này ổng ngủ, đang ngủ, cảnh sát tới gõ cửa thì mở ra trong xe của ổng nha, thẻ bằng lái ăn cắp rất nhiều, thư của người ta ổng ăn cắp, rồi thẻ tín dụng rất nhiều luôn ổng ăn cắp, kèm theo là khoảng hơn 300 lá phiếu bầu cử đợt này chưa mở. Không biết lý do tại sao. Thì bây giờ đã tịch thu rồi và liên lạc trở lại với lại những địa chỉ mà đã bị mất đó để gửi phiếu về cho người ta rồi. Đó chỉ một trường hợp đơn lẻ mà thôi. Thành ra nói để bà con mình yên tâm trong kỳ bầu cử lần này nha. Rồi, còn cái gì nữa không? Hy vọng là đã giải thích cho quý vị rồi ha. Cái câu hỏi của quý vị hỏi thăm rồi ha. Bây giờ quay sang với những cái phần kế tiếp, phần thật nhanh ha. Là cho Thanh Tùng thưa với quý vị, cái con biến thể Delta này nó nguy hiểm khủng khiếp quý vị ơi. Đó là gì? Quý vị sẽ thấy rằng là kể từ cái ngày đầu tiên mà quý vị bị nhiễm bệnh, bị lây, quý vị có tin không? 6 ngày sau mình mới có triệu chứng. Chứ không phải là vừa lây xong có triệu chứng liền nha quý vị. Hồi đó giờ mình cứ tưởng như vậy là hôm nay tôi lỡ ra đường gặp ai đó xong rồi về cái tôi bị nhiễm. No. Đó là lý do tại sao mà khi cơ quan y tế thấy quý vị bị dương tính mới hỏi quý vị là
anh chị đã gặp ai thì mình thường nhớ những người của những ngày cuối cùng. Dạ. Nhưng quý vị quên rằng là 6 ngày trước quý vị đã tiếp xúc với một trường hợp mà Việt Nam gọi là F0 đó, F0. F0. Quý vị đã tiếp xúc từ 6 ngày trước rồi quý vị. 6 ngày sau khi quý vị bị lây, quý vị mới bắt đầu có triệu chứng. Nha quý vị. Và quý vị biết không, qua tới ngày thứ tư sau khi quý vị bị nhiễm bệnh, tới ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, đó là 3 ngày mà mình lây cho người thân, lây cho người xung quanh khủng khiếp nhất. Đó là khi mà lượng virus, cái con biến thể Delta trong cơ thể mình, ở bên dưới mũi của mình, trong cổ họng mình, nó nhiều nhất và mình lây khủng khiếp nhất cho mọi người trước khi mình ngã bệnh. Tại vì một khi mình có triệu chứng rồi thì lúc đó mình mới cách ly. Mà khi mình cách ly thì mình sẽ không lây nhiễm. Nhưng mà mình quên một điều, mình không biết một điều rằng là trước đó 2 ngày mình đã lây cho biết bao nhiêu người còn lại. Đó là lý do dẫn đến tình trạng lây nhiễm dữ dội của biến thể Delta hiện nay. Đó là chuyện quý vị thấy đang xảy ra tại Việt Nam của mình, ngay tại Sài Gòn hiện nay. Là bởi vì trước khi người ta ngã bệnh, người ta đã lây cho nhau rồi. Cái khoảng thời gian mà từ khi mà quý vị bị bắt đầu có triệu chứng, bắt đầu từ lúc quý vị có triệu chứng cho tới khi quý vị có kết quả dương tính nha, với các con biến thể khác của coronavirus, chỉ mất 21 giờ đồng hồ từ lúc quý vị bắt đầu có triệu chứng để đi xét nghiệm ra dương tính, 21 giờ. Nhưng với biến thể Delta, từ lúc quý vị bắt đầu có triệu chứng để cho tới khi khám phá ra quý vị dương tính, mất thời gian dài hơn như vậy. Vậy vì cái khoảng thời gian chờ lâu quá như vậy, mình không chắc là mình dương tính, mình không cách ly, mình không ở nhà, mình vẫn đi làm, mình vẫn tung tăng ngoài đường, và đó là khi lây thêm cho nhiều người nữa. 3/4 các bệnh nhân nhiễm COVID-19 hiện nay vì biến thể Delta đều bị nhiễm trong cái khoảng thời gian từ lúc bắt đầu có triệu chứng cho tới khi có kết quả dương tính. Cho nên nếu ai đó chỉ nghĩ rằng là chờ khi tôi có kết quả dương tính tôi mới cách ly, thì thưa quý vị, câu này bây giờ đã không còn chính xác nữa rồi. Hãy cách ly ngay lập tức, hãy đi xét nghiệm ngay lập tức. Bất kỳ khi nào quý vị cảm thấy có cái gì đó không ổn, cách ly ngay, đi xét nghiệm ngay. Mà có được cái bộ xét nghiệm tại nhà nữa thì nó tốt vô cùng, nó lợi vô cùng. Đừng đợi tới khi có kết quả xét nghiệm dương tính rồi mới chịu cách ly. Khi đó thì quý vị đừng quên quý vị đã vô tình lây nhiễm cho biết bao nhiêu người xung quanh rồi. Đây là chi tiết mới được công bố trong thời gian gần đây. Bây giờ mình bắt đầu 22 tháng 9 là vô mùa thu. Yeah. Mà quý vị nhớ mùa thu là mùa gì? Cúm. Mùa thu là mùa cúm. Nên bây giờ quý vị bắt đầu nghe bác sĩ gia đình của mình kêu gọi đi chích ngừa cúm. Sắp tới đây là tới cái liều booster, liều thứ 3. Vậy vừa chích ngừa cúm, vừa chích vaccine ngừa COVID-19 có sao hay không? Thì trả lời ngay câu trả lời của các bác sĩ chứ không phải có Thanh Tùng. Bác sĩ lên là không sao cả. Chích cả hai liều một lúc không sao, chích hai liều một ngày không sao, chích trong một tuần cũng không sao. Mỗi vaccine sẽ có một vai trò riêng, nó không có kỵ nhau, nó không thành vấn đề. Dạ. Rồi, để nhắc như vậy để bà con mình yên tâm ha. Đúng. Các bên yên tâm. Câu hỏi nữa Thanh Tùng có nhận được của quý vị đó là: tôi không chích ngừa COVID-19, tôi không ưa chích ngừa COVID-19, nhưng bây giờ công ty của tôi bắt tôi phải chích ngừa, nếu không chích ngừa cho tôi nghỉ. Vậy nếu tôi bị cho nghỉ vì tôi không chích ngừa, tôi có thể ghi danh để hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp được hay không? Câu trả lời là không. Trợ cấp thất nghiệp là dành cho những người thất nghiệp. Còn trong trường hợp này, vì quý vị vi phạm quy định của công ty, công ty bắt buộc nhân viên phải chích ngừa, quý vị cãi lệnh công ty quý vị không chích ngừa, nên quý vị bị vi phạm quy định, quý vị bị cho nghỉ việc. Vì quý vị bị cho nghỉ việc nên quý vị không đủ điều kiện để được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. À, ok, đó là một số câu hỏi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục này. Quý vị có thể xem lại trên YouTube khi gọi chữ Hot Tips với Thanh Tùng. Xem xong nó cho chị em thêm một cái like yểm trợ tinh thần nha quý vị. Rồi quý vị nhớ subscribe và đăng ký kênh để lần sau mình xem tiếp. Quý vị vẫn bảo trợ tiết mục này, nhớ gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Rồi, chị Ngân Hà xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thanh Thảo xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Rồi, cuối tuần này đặc biệt hơn những cuối tuần trước. Đúng là rồi. Bởi vì đây là long weekend của lễ lao động. Thành ra tụi em tôi chúc quý vị là happy holiday. Đúng rồi. Rồi, 1, 2, 3. Happy holiday!